xin hướng dẫn các bạn một cái câu lít trích trong cái bài Class Rocket của danh thủ cũng rất là nổi tiếng, đó là John Petrucci. Đây là một tay guitar có kỹ thuật cực kỳ cao siêu của dòng là progressive metal, và anh chơi cho bài nhạc chính đó là Dream Theater, và có một cái album solo riêng cũng rất là hay. Thì trong cái bài này mình trích ra một cái đoạn intro và mình hướng dẫn cho các bạn, bởi vì nó sử dụng cái mod cũng rất là hay, đó là Mesolydian. Mesolydian là gì thì các bạn có thể xem lại các clip trước, mình đã giới thiệu cơ bản về cái mod đó rồi. Thì trong hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng vào một cái câu đó. Cái bản gốc của cái bài hát thì nó đánh ở là Mi Mesolydian, tức là E Mesolydian. Nhưng mà do cái thế tài của nó, khi các bạn đánh ở ngang cao nó lên tới ngang tới 24, thì một số cái cây đàn của các bạn nó không có cao được tới như vậy, có thể 21 ngang thật, nó hơi khó. Thì mình để chỉnh làm sao để nó ở cái mức đánh khoảng giữa giữa cái đàn như thế này để bạn dễ đánh hơn, thì mình chuyển nó xuống thành La Mesolydian, tức là A Mesolydian. Nói một cách khác, La Mesolydian thì các bạn đánh ở trên cái âm dài chính của nó là của Rê trưởng nha các bạn. Bởi vì Mesolydian là cái mod bậc 5. Thì các bạn thấy là Rê, Mi, Fa, Sol, La. La Mesolydian, thật ra chúng ta quay bậc 5 của nó ngược lại, đó là Rê trưởng nha các bạn. Thì cái câu này nó đánh ở cái nốt móc đơn nha các bạn. Tốc độ thì cũng khá là nhanh, thì mình cũng đánh ở cái tốc độ vừa phải để cho bạn tập theo thôi, chứ đúng theo các bạn gốc thì nó tốc độ đó là tới 138 chùm liên ba. Thì cái câu này nếu các bạn đã phải tập nhiều các bạn mới có thể đánh được tốc độ đó. Mình đánh nó khoảng 1.2 để cho bạn tập nó vừa phải thôi, để chúng ta thấy được cái nét đẹp của nó và ứng dụng cái mod để các bạn hiểu nha. Thì có tab kèm theo các bạn có thể xem được. Thì chúng ta sẽ chia cái đoạn thành từng đoạn nhỏ chúng ta trị thôi. Vậy thì cái La Mesolydian, chúng ta bắt đầu nghe cái nốt La, tức là cái ngang 7 của dây 4 nha các bạn, ngang 7 của dây 4. Và cái câu đầu tiên của nó thì chúng ta đánh 4 cái dây luôn, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Và mỗi một cái nốt nó nằm trên một dây nha. Và để nó hợp với thế tài thì mình sử dụng kỹ thuật quét dây mình quét xuống 3 và mình quét lên 3 nó như sau. Thì các bạn thấy là dây 4, dây 3, dây 2 là mình quét xuống, còn khi 1, 2, 3 thì mình quét lên nha. Thế tài thì các bạn thôi có thể thấy là 7 nè, 9, 10. Và sau đó các bạn đánh 7 của dây 1, 10, 9. Xem theo tab và xem thế tài mình thì tập cho dễ. Rồi lặp lại như vậy. Các bạn thấy nó khác một tí đúng không? Thì cái câu sau của nó như sau. Son à, pha thang, mi, rê, rê, mi, pha thang, mi. Đó, thì nguyên cái câu đầu của nó tạm thời nó như vậy, các bạn nghe kỹ lên nha. Sau đó chúng ta mới đánh tiếp cái câu sau, nó hơi khó một tí ha, các bạn đánh lại. Giống là nãy một tí, này các bạn kéo lên ngang số 15. Thì ngay chỗ này nó có một cái nốt
Xen vô ngay chỗ này. Đó, nhanh hơn một tí, tức là các bạn đánh nó móc đơn thì ngay chỗ này nó móc đôi nè. À, ngay chỗ này ông sử dụng cái hiệu ứng Bedenton ha, chúng ta lọc lại cái nốt này ha. Đánh giảm xuống, ngang ngang xuống 15, 12, 14, 12 thôi ha, lại câu sau ha. Rồi bây giờ có cái tab theo rồi, các bạn nếu chưa quen các bạn nghe mình làm xong các bạn tua lại các bạn bấm dừng và các bạn coi theo tab tập nha. Thì mình đánh là nguyên cái câu đầu nha các bạn. Trên cái nền này các bạn để ý rằng là câu mình vừa đánh ở đây nó có cái nốt đô thăng và nốt pha thăng. Thì với cái câu này thì các bạn thấy là trong một cái âm giai mà có nốt đô thăng và pha thăng thì thuộc âm giai gì? Rê trưởng. À, nhưng mà ở đây chúng ta đánh trên là La Mi Sol Re Li Đan, cho nên các bạn khi điểm đoạn này chúng ta không điểm rê trưởng mà chúng ta điểm La trưởng. Vô rất là hợp đúng không? Bởi vì nếu các bạn đánh trên la trưởng thì chúng ta phải có nốt gì các bạn? Nốt son thăng nữa. Nhưng ở đây chúng ta đánh nốt son bình thường thì nó nghe cái mùi khác nha ha. Rồi tập lại cái câu đầu này một lần nữa nha các bạn. À, đánh với mình nha, nhanh hơn tí ha. Rồi cái câu sau nó lặp lại cái phần đầu giống như vậy luôn các bạn. À, nó lặp lại cũng y chang vậy luôn. À, mình đánh lại cùng với các bạn mà nó chỉ kết thúc ở cái câu cuối thôi. Cái câu cuối là nó dùng kỹ thuật quét dây ha. Thì câu cuối cũng rất là hay. Giờ mình đánh lại cái câu đó thêm một lần nữa nha. Câu kết của nó, câu kết của nó thì chúng ta quét dây ở đây các bạn thấy, chúng ta bắt đầu nghe đô nè, các bạn thấy rõ đúng không? Nghe chỗ này chúng ta đô nè, xuống dây số 5 là chúng ta son, tới nghe chỗ này rê, sau đó mi, các bạn slide lên son, đô. Mi son, rồi sau đó chúng ta mi lần nữa, la, pha thăng, rê. Câu sau nó chậm như vậy nhé các bạn. Câu này mình nghe cái màu sắc rất là đã, nghe mình rất là thích cái câu này luôn á. Các bạn có thể tập thử lại ha. Và sau khi tập xong chậm từ câu rồi, chúng ta ráp lại nguyên một cái câu intro của nó như sau ha. Giúp cho các bạn có thêm hiểu biết một cách ứng dụng vào một bài hát nổi tiếng sử dụng cái mod Mesolydian nó như thế nào. Và khi các bạn luyện xong, các bạn nên nhớ rằng cái câu này chúng ta có thể kéo lên kéo xuống, bởi vì nó không sử dụng dây buông, là các bạn kéo lên kéo xuống khắp cần đạt. À, và
kéo lên kéo xuống như vậy nó sẽ giúp ích cho bạn ngoài việc luyện ngón được luôn. Bây giờ mình ví dụ mình đang đánh ở la mi sol li đan, bây giờ mình xuống son mi sol li đan luôn, là mình kéo xuống một ngang và mình đánh thế tay y chang như vậy luôn. À các bạn nghe hiệu ứng nó khác nha. Hoặc nếu như vậy các bạn muốn, các bạn có thể kéo lên trên. À đó, ví dụ vậy chúng ta đang nghe chỗ đồ. À thấy chưa, hoặc là rê. À các bạn thấy không, thì với cái cách tập như thế này các bạn sẽ luyện được ngón ở khắp cái cần đàn, và mỗi một cái tông á, bạn nghe cái màu sắc, cái mùi vị nó sẽ khác nhau, nó không giống như nhau đâu. Mặc dù cái câu mình đánh y chang nhau nhưng mà nó cao hơn một tông, thấp hơn một câu, một tông thì chúng ta cảm nhận các nốt, cái âm thanh nó khác nhau. Và hãy tiếp tục ủng hộ Đăng Khoa để mình có thể ra được nhiều clip khác bằng cách là like, share, comment. Và nếu bạn nào muốn là phát triển kỹ thuật đánh đàn guitar điện mà chưa có cái nền tảng vững chắc, hãy đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa. Đóng tiền một lần, học trọn đời. Tất cả các kỹ thuật, các bài tập, tập rất là chậm. Có tab chỉ chi tiết cho bạn hết các kỹ thuật kết hợp luôn. Có các click áp dụng cho các bạn. Thì các bạn có cái nền tảng, sau này các bạn hãy học được nhiều thứ hơn nữa nhé. Còn nếu có nhu cầu mua đàn, hãy ghé Amigo Guitar Shop. Nơi đây chúng tôi có rất nhiều các loại đàn, đàn mới có, đàn second hand có. Rồi amply phở pháo đầy đủ. Ví dụ cây mình đang đánh là cây PRS, cây rất là nổi tiếng ha. Cây này thì sản xuất tại Hàn Quốc các bạn. PRS SE Custom, rất là đẹp ha. Đó, màu sắc đẹp, chỉnh chu, cần đàn rất mượt mà. Thì hãy liên hệ. Nếu may mắn những cây đàn tốt thì sẽ về tay của bạn với giá rất là tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.